Và tôi đang chờ nhận ý kiến từ các anh chị nha. Khi này chúng ta làm bài tập ít quá đó nha. Tập bài ít quá, tôi không biết là có làm bài tập được không, không biết là các anh chị có khó khăn gì nhiều hay là không. Tôi cũng không biết rõ lắm ở trong cái chuyện đó. Nhưng mà tại sao thấy kết quả làm bài ít người nộp quá không ạ? Trên trên bảng máy thầy là sao ta? Tôi không hiểu. Cái phần mảng này là chúng ta phải xem ở trong cái chương 2 là tôi đã có dặn rồi. Còn xử lý mảng này là, và lúc đó tôi chưa có dạy thêm cho các anh chị phần này thôi. Tức là chúng ta có những cái hàm xử lý thư viện ở trên mảng nó rất là mạnh. Mà trong cái phim offline tôi cũng đã có nói á, là tôi cũng cân nhắc lắm. Tại vì dạy cái phần này á, thì nó có cái hay á, là chúng ta lập trình được nó rất là mạnh. Nhưng mà ngược lại cái căn bản về cái nền tảng thuật giải của dòng lập có thể là chúng ta lại bị ít đi. Nhưng mà thôi tôi cũng vẫn quyết định cuối cùng tôi cũng dạy. Nó có rất là nhiều hàm. Thế thì những cái hàm đó ở trên này á, tôi mới chia thành ra là bốn cái nhóm như thế này. Là bốn hàm, những cái hàm căn bản.
không ạ? Thứ nhất là cái hàm thống kê là nó trả về cái biến số, là hàm sum này là tính tổng, hàm count này là đếm, hàm average này là tính trung bình, đó là thống kê rất là nhanh, thấy không ạ? Vân vân, nó còn nhiều hàm khác. Thực sự ra là trên mảng này rất là nhiều hàm, và nó cũng giống như là trong cái chuyện mà học sinh ngữ á, nó có rất là nhiều cái từ mà không phải là chúng ta ôm cái từ điển là chúng ta học, không là chúng ta phải biết là cái cách nào khi nào cần dùng thì chúng ta tìm hiểu. Và tôi thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị những cái phần mà căn bản nhất có thể có, rồi sau đó đó là trong quá trình làm việc đó, là các anh chị có thể nếu có nhu cầu gì chúng ta sẽ phải tìm hiểu thêm, chứ là tôi không có ý định dạy hết, mà thật sự là bản thân tôi cũng chưa chắc tôi đã biết hết tất cả những cái hàm ở trong cái chuyện đó luôn nữa, tại vì tôi chưa có nhu cầu. Khi tôi có nhu cầu ở chuyện gì đó là tôi sẽ vào để tôi tìm xem có cái hàm nào nó thích ứng trong cái chuyện đó. Nó giống như là một cái người mà dạy tiếng Anh đó, đâu có chắc là biết hết từ điển đâu. Tôi nói cái gì tương tự như thế. Do đó ở đây là các anh chị, tôi phải nói như trước như thế để các anh chị có hỏi là làm sao đây, là thầy không liệt kê ra hết tất cả những cái hàm đó ý nghĩa là gì dùm em. Cái đó đó thì là có, nó nằm sẵn ở trong những cái quyển sách đầy hết trơn ở trong cái chuyện đó, ra cái chuyện đó thì chúng ta học ở trong cái chuyện đó là nguy hiểm vô cùng luôn nữa, và chúng ta học không có ngữ cảnh, không có cái gì hết trơn luôn nữa. Ở đây là tôi liệt kê ra những cái nhóm hàm và những cái phần căn bản của nó để các anh chị học trước mắt là học sử dụng được cái phần bao nhiêu đây. Học tiếng Anh là bao giờ cũng dễ hết trơn á, là chia thành từng cái tình huống và chúng ta dùng những cái từ như thế nào đó, chứ không phải là lật từ điển là học từ A tới Z. Từ điển thì có sẵn, nghĩa nó có sẵn hết, nhưng mà nó nhiều quá mà chúng ta lại chưa có xài tới, phải không ạ? Hàm thống kê là trả về số, cái hàm trích rút ra một phần tử, cái thành phần này đó, mảng này là thành phần kiểu T này, có thể là mảng số nguyên, mảng học sinh, mảng nhân viên gì đó vân vân á, thì nó trích rút ra là một cái biến kiểu T, tức là hàm max đó là nó lấy ra cái phần tử lớn nhất, phải không ạ? Thực ra nó không phải là biến kiểu T, nó là một cái biến nào đó, phải không ạ? Một cái biến trong trường hợp đặc biệt nó là mới là một cái biến kiểu T, phải không ạ? Min là first là phần tử đầu tiên thỏa mãn, last first last này là trả hình biến kiểu T đó, max min này thì nó hơi khác một chút. Rồi hàm tạo mãn là trả về một cái mãn nè, là chúng ta dùng que kết hợp với to array, chút nữa tôi sẽ nói, hoặc là order by là sắp xếp. Cái hàm này là que này là hàm để trích rút ra một cái mãn con, hàm này trích rút ra một cái mãn con, chút nữa tôi sẽ nói. Rồi những cái hàm cần kiểm tra điều kiện nó trả về một cái biến logic, là nó có hàm contain là cái hàm chứa, hỏi có chứa hay không, on là có phải tất cả thỏa điều kiện hay không, any là có phải là có một cái điều kiện nào đó thực thỏa hay là không. Thì thực sự ra là các anh chị xài chủ yếu là chúng ta xài cái nhóm 1 với nhóm 3 này là xài rất là nhiều nè, xài nhóm 1 nhóm 3 này rất là nhiều đôi.